Khánh Ly tin chắc là sau khi mà lắng nghe anh Thanh Tùng chia sẻ thì không chỉ riêng Khánh Ly mà tất cả quý vị khán giả, rất là nhiều người muốn đi lên Tây Bắc một lần để cho biết. Như vậy thì đối với dân phượt và đối với những nhiếp ảnh gia chưa từng lên Tây Bắc chẳng hạn, hoặc là đi lên rất là ít, anh có kinh nghiệm nào chia sẻ trong việc là mình cần phải quan tâm đến điều gì? Nếu mà các bạn nào chưa đi Tây Bắc thì các bạn nên đi. Theo Tùng thì cái mùa mà nên đi mà đẹp nhất là cái mùa trước Tết Nguyên Đán và sau Tết Nguyên Đán. Nhưng mà lạnh lắm đúng không anh? Nhưng mà thời tiết rất là lạnh, cho nên là các anh bạn phải chuẩn bị rất là kỹ. Thứ nhất là đồ lạnh. Đồ lạnh. Cái thứ hai là thuốc. Thuốc. Một số anh chị là sẽ không quen lạnh thì nó sẽ rất là bị dị ứng, cảm lạnh nè. Bạn đi phượt bằng xe gắn máy thì phải chuẩn bị rất là kỹ về trang thiết bị an toàn là quan trọng. Tại cái cung đường Tây Bắc rất là hiểm trở đó, thì phải chuẩn bị cho nó an toàn. Nếu mà đi bằng xe ô tô hoặc là đi bằng tàu hỏa thì nó đơn giản hơn. Thì một cái kinh nghiệm mà khi chúng ta đi Tây Bắc vào mùa lạnh như là mùa xuân này thì chúng ta nên chuẩn bị nhất là pin. Rất là lạnh đó, thì cái pin máy hình đó, nó rất là mau hết. Cái thứ hai nữa là thẻ nhớ là phải đầy đủ. Khi chúng ta mà ra một cái lúc đó trời đẹp quá mà thẻ nhớ không đủ để chụp là rất là tiếc, đứng đó là chỉ nhìn thôi. Đó, thì cái thứ ba nữa là các bạn nên có chân máy, tripod. Cái chân máy thì rất là lạnh, tại vì lạnh thì nó sẽ tay chúng ta sẽ bị rung tay, nên cẩn thận, phải thông thả từ từ và để chân máy và canh chụp cho nó chắc chắn. Bình thường sương mù, những ngày sương mù chúng ta không thấy gì, khi mà có nắng lên trời sẽ trong veo luôn, thì chúng ta thấy được những cái cảnh rất là đẹp. Mình lúc đó đẹp quá, lăng xăng, thì chúng ta rất không cẩn thận thì chụp chúng ta rất là dễ bị rung tay. Địa điểm nào để mình có thể chiêm ngưỡng những khung cảnh đẹp? Bởi vì rõ ràng là nếu như mà những người lần đầu tiên đi Tây Bắc thì họ sẽ rất là khó khăn trong việc là lựa chọn một cái địa điểm nào đó để ngắm cảnh. Tây Bắc thì cái đơn giản mà để đi nhất á, thì Tùng nên khuyên các bạn là nên đi Sa Pa trước. Nên đi Sa Pa trước, không, tại vì Sa Pa cái điều kiện nó, cơ sở vật chất nó hiện giờ nó rất là tốt, nó thuận lợi hơn. Sau đó thì nếu gần hơn nữa chúng ta đi Mộc Châu. Mộc Châu thì cái phương tiện đi nó cũng, đi xe khách thì nó có hơi phức tạp, nó hơi khó. Không thì nếu chúng ta thuê ô tô đi từ Hà Nội đến Mộc Châu thì cũng đẹp. Hà Giang sẽ đi sau, tại cái cung đường Hà Giang rất là khó, và đi Hà Giang thì mất thời gian rất là nhiều ngày. Nếu mà bạn không có thời gian thì nên đi Sa Pa trước. Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của anh nhiếp ảnh gia Thanh Tùng thì chúng ta cũng thấy được cảnh đẹp của vùng hoa Tây Bắc cũng như là con người hùng hậu và chất phác nơi đây. Và nếu như ai chưa có cơ hội để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi này thì hãy lên kế hoạch và sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ những mùa hoa đẹp nhất trong năm nhé. Ngày hôm nay thì xin cảm ơn anh Thanh Tùng bởi vì đã đến đây để chia sẻ cho Khánh Ly và quý vị khán giả. Khánh Ly xin chúc cho anh sẽ ngày càng có những tấm ảnh đẹp hơn về Tây Bắc cũng như là những vùng đất khác. Xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn em. Cảm ơn khán giả. Và ngay sau đây thì Khánh Ly xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của một tận hưởng cuộc sống.